Tam tịnh nhục để chỉ loại thịt thanh tịnh mà những người xuất gia tu hành giác ngộ có thể ăn trong thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế. Thịt được coi là thanh tịnh thì có 3 tiêu chí là không nghe, không thấy và không nghi. Bạn có thể tìm xem lại các video trước để biết chi tiết hơn. Với tiêu chí là không nghe thì sẽ có nhiều cách diễn giải. Ví dụ như không nghe tiếng kêu đau đớn của con vật lúc bị giết thịt, hoặc là có cách diễn giải khác là không nghe nói tới việc người ta giết thịt cho mình ăn. Bởi vì có những loài như là tôm, cá, ốc, bạch tuộc và những loài khác thì không có tiếng kêu. Nhưng mà những cái con vật này lúc biết mình sắp bị giết thì chúng có kêu đau đớn không? Cổ họng của chúng thì không được thiết kế để mà kêu la, nhưng sẽ có những âm thanh khác thể hiện sự kháng cự và phản ứng lại nỗi đau đớn sợ hãi của mình khi mà bị giết. Đó có thể là tiếng của những con tôm sống nhảy đành đạch trong nồi tôm hấp bia thường thấy ở các bữa tiệc, hay những con cá kèo sống dậy chết khi bị đổ vào nồi lẩu đang sôi trước mặt thực khách. Cho nên dù có tham khảo các diễn giải thì tôi vẫn giữ quan điểm của mình và chia sẻ với các bạn là không nghe nghĩa là không nghe tiếng kêu đau đớn của con vật lúc bị làm thịt. Cách diễn giải không nghe nói tới việc người ta giết thịt cho mình ăn thì tôi sẽ không xếp vào nhóm nghe, mà tôi sẽ xếp vào nhóm nghi, tức là nghi ngờ con vật bị giết thịt để cho mình ăn. Tôi ăn thịt theo kiểu tam tịnh nhục đã được nhiều năm, ở tầm vĩ mô có lẽ sẽ không có nhiều thay đổi rõ rệt, nhưng ở tầm vi mô ít nhất là tôi không cảm thấy áy náy về sự xuất hiện của mình mà có một con vật hay nhiều con vật bị giết. Tôi cũng hiếm khi ăn hải sản tươi sống, bởi vì lỡ mà thấy mấy cái cảnh đó thì sẽ cảm thấy rất là khó chịu, ăn vào thì sẽ khó tiêu hóa. Đó chứ hệ tiêu hóa của mình nó cũng liên quan mật thiết tới cái não lắm. Não mà suy nghĩ thông thả thoải mái thì ăn cái gì cũng sẽ thấy hợp, tiêu hóa cũng sẽ dễ dàng. À, tam tịnh nhục là thịt thanh tịnh, ngoài ra còn có thực vật thanh tịnh cũng gần giống như vậy. Xin hẹn qua video khác.